Mấy ngày qua, nhiều người qua lại quốc lộ 1A thuộc địa bàn tỉnh Tiền Giang cũng như các hộ dân sống ven tuyến đường này rất bức xúc trước tình trạng xuất hiện nhiều hố tử thần gây tai nạn giao thông nghiêm trọng. Đó là việc thi công xây dựng hệ thống thoát nước ven lề đường, đào bới đất, thi công dở dang để lại nhiều hố sâu. Và ban đêm, một số khu vực thi công chưa được lắp đèn chiếu sáng, thiếu đèn tín hiệu, rào chắn an toàn. Đặc biệt, một hố sâu dài khoảng 5m tại xã Mỹ Đức Đông, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang, nằm ngay đường giao thông vào chợ và trường học, trạm y tế như cái bẫy cho người đi đường đã gây ra tai nạn giao thông đáng tiếc. Rất là nguy hiểm, và hai người ta té xuống rồi đó. Té xuống rồi gãy văng lai xe luôn đó. Đó là công trình làm gì đâu mà cạp xong rồi nó bỏ là cả tháng trời ở đầu ở đây là chết dân chúng người ta. Học trò nó đi qua đi lợi là suốt luôn. Rất là nguy hiểm đó. Nó thay cái bóng đèn bự luôn, đừng tối thắp sáng cho người ta đi, người ta thấy đường đó. Chứ tắt đèn cái là nó lủi xuống đây liền. Qua tìm hiểu của chúng tôi, công trình xây dựng hệ thống thoát nước ven quốc lộ 1A tại tỉnh Tiền Giang do Cục 4 Tổng cục Đường bộ Việt Nam đầu tư. Người dân đề nghị đơn vị đầu tư, đơn vị thi công phải đẩy nhanh tiến độ công trình, có phương án đảm bảo an toàn giao thông, nhất là từ nay đến Tết cổ truyền, xe cộ qua lại tuyến đường trọng yếu này dày đặc, nguy cơ xảy ra tai nạn và ùn tắc giao thông.